Chào tất cả mọi người ha. Thì trước mặt mọi người đây là hai combo mình đang chuẩn bị setup để gửi tịnh cho khách hàng. Thì có một combo là của khách hàng cũ. Vừa rồi thì cái bộ cái combo R16 đấy mọi người ha. Thì vừa rồi thì anh cũng đã có mới gần đây thôi. Anh đã mua một bộ y chang như vậy, một cặp R16 rồi micro DMX rồi mixer là T8S. Nghe ok quá nên hôm nay thì anh cũng mới gọi vào thì nói là lấy cho anh một bộ y chang như vậy nữa. Cho nên là bộ này thì gợi ý Lâm Đồng mọi người, cũng Đà Lạt luôn. Cho nên hôm nay thì mình đang vừa khui ra một chiếc đây để chuẩn bị setup với T8S rồi micro này kia. Setup xong rồi cũng đóng thùng lại rồi gửi ra cho anh thôi. Tại vì cái này là kết nối cũng khá đơn giản và mình setup sẵn rồi thì mình cũng có làm clip để hướng dẫn này kia cho khách hàng á. Cho nên là những cái bộ như thế này thì thông thường thì mình sẽ setup rồi mình gửi ra đi tịnh cho khách hàng. Và hôm nay thì sẽ có thêm một bộ, đó là cũng là dòng L1T8S luôn, cũng là gửi đi tịnh luôn mọi người ha. Thì đối với combo này thì mình sẽ phối ghép với JBL KX180A. Bộ này gửi đi đâu đây? Bộ này gửi đi Phú Quốc. Nhưng mà hai bộ đều xa cả cho nên là setup gửi đi. Còn trường hợp như lắp các cái hệ thống riêng lẻ, ví dụ như là loa full, loa sub riêng này kia, đối với những hệ thống như vậy thì mình sẽ ra tận nơi để mình setup. Tại vì những cái đó thì mình cần phải tuning hệ thống làm sao cho nó phù hợp với căn phòng này kia. Cho nên là hầu như những cái bộ mà những bộ dàn tách riêng lẻ thì thông thường thì mình sẽ ra tận nơi. Còn những cái bộ mà combo sub, những cái dòng loa cột như thế này thì được nhà hàng người ta đã tuning sẵn rồi, cho nên là mình cũng không cần phải tuning nhiều, cần là setup cái chất âm này kia rồi effect làm effect này kia, sau đó thì gửi ra được khách hàng cắm kết nối rồi xài thôi. Bây giờ thì mình sẽ khui ra rồi setup. Ok mọi người. Tỉnh có sạch có nhấn nè giữ đó để nó chạy. Mở nguồn chưa? Rồi, hello em. Chưa nhìn. Đây, thật rồi. Mở nguồn lên đó đi. Để chứ. Rồi, xong. Để vô. Đúng. Rồi. Thì là 2 mic luôn rồi. Cắm một là 2 mic rồi, hắn làm gì hello, hơn, bị gì hơn cái này này. Nó sẽ được cái là ông 1 giây nhưng mà là đáp rồi. Chứ mà được gọp. Đúng rồi, mất tách. Hút gọp thì là sai đi đó rồi. Để còn làm việc khác á, sư cấp vô để tập trung á. Đi. Đi bảo anh đi. Tưởng cọc của anh. Đi. Dũng thì có. Đi. Đi. Mới quăng vô để xử lý á. Đi vợ. Tính giá cao vợ. Sợ giá mà em. Tính đem 2 cụ 200 rồi. Một hay bữa năm sáu bảy, hay bữa năm sáu bảy. Ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tiếng khóc quá cửa. Các mọi người thì vừa rồi ấy, thì mình cũng đã setup xong cái bộ R1 R16 rồi và bạn Luân đang loay hoay đóng thùng lại để chuẩn bị gửi đi Lâm Đồng cho khách hàng. Và tiếp đến là thì mình sẽ setup cái bộ để mà gửi đi Phú Quốc. Cũng là cái 180 với lại sử dụng micro DMX U2008. Đó thì cũng sắp tới Tết rồi mọi người. Nên là anh em cũng đang rất là cập rập và lắp đặt vào những ngày cận Tết này cũng rất là nhiều. Đó thì những quý vị nào chúng ta đang có những quý khách hàng của Thiên Vũ từ trước đến giờ á, cũng gần tới Tết rồi, quý vị nào có nhu cầu là muốn kiểm tra lại hệ thống này kia, setup lại cho nó ổn định để mà xài Tết ấy, thì quý vị chúng ta liên hệ sớm nhé, chứ sát Tết quá thì vụ cũng bó tay nhá. Đó thì clip thì mình tạm tạm dừng tại đây, thì nếu mọi người thấy ok cho mình một like ha, bye mọi người.